Xin chào quý anh chị và các bạn đến với Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về ngoại nội thất một chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G có ngoại thất là màu đen, và đồng thời là cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm hiện tại. Toyota Vios đợt vừa rồi thì mới được nhà máy giảm giá niêm yết, và đồng thời hiện tại thì cũng được đại lý hỗ trợ thêm về phần tiền mặt, cho nên là cái giá lăn bánh của thời điểm hiện tại này rất là rẻ. Giá cũng cụ thể của từng phiên bản như sau. Đối với phiên bản 1.5E MT thì có giá niêm yết giảm từ 479 xuống còn 458, được đại lý hỗ trợ thêm 12 triệu tiền mặt, thì tính ra cho anh chị lăn bánh số tiền nó sẽ rơi vào khoảng là 497 triệu, và trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 140 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản E CVT thì có giá niêm yết giảm từ 528 còn 488 triệu, tiếp tục được đại lý hỗ trợ thêm 10 triệu tiền mặt nữa, thì tính ra cho anh chị lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 532 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản hôm nay em muốn giới thiệu đến anh chị là phiên bản 1.5G thì có giá niêm yết giảm từ 592 còn 545 triệu, và được đại lý là hỗ trợ tiếp thêm 15 triệu tiền mặt, cho ra cái số tiền lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 590 triệu, và trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền là 172 triệu. Vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh xe và đồng thời cập nhật cho anh chị về cái giá bán của thời điểm hiện tại, thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này. Tiếp theo thì em sẽ cập nhật cho anh chị về chi tiết hơn về cái phần nội ngoại thất của xe. Thì ở phần đầu xe này ở phiên bản hiện tại đã được thay đổi và có một số cái trang bị khá là hiện đại, từ gói an toàn Toyota Safety Sense và cụm đèn hiện tại được dùng trên cả 3 phiên bản là được sử dụng cụm đèn bi LED ở đây, có cả hai cảm biến trước và đèn sương mù dạng LED luôn, logo 3D, và có thêm một cái cam ở trên mắt kính này để phụ trách cái chức năng là Toyota Safety Sense. Ở phần thân xe thì sẽ sử dụng là la răng dạng phay xước có kích thước là 15 inch. Ở phần gương xe thì chúng ta sẽ có là gương tích hợp luôn cả xi nhan và có cụp mở điện kết hợp với điều chỉnh mặt gương là điện. Có phần tay nắm cửa mạ chrome, duy nhất trên bản G là có tích hợp thêm cả chìa khóa thông minh, có nút bấm ở bên cửa lái. Ở phần hậu thì chúng ta sẽ có cụm đèn full LED kết hợp với 4 cảm biến sau. Đó là về chi tiết phiên bản G này, ngoại thất. Còn phiên bản nội thất, trong nội thất thì trước khi vào nội thất thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, nó chỉ rơi vào khoảng 5,87 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và ở phần nội thất thì lột xác từ năm 2023 là Toyota Vios sẽ sử dụng nội thất màu đỏ, màu đen. Có rất nhiều cái trang bị mới như là lấy chuyển số sau vô lăng, rồi có màn hình kích thước lớn, màn hình 10 inch, và trang bị thêm bộ Toyota Safety Sense, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm. Còn lại thì động cơ khung gầm, máy móc, kích thước thì vẫn như vậy. Đó là về phần nội thất, anh chị thấy ở đây màn hình này, lấy chuyển số, nút đề nổ, có điều hòa tự động thì vẫn giống phiên bản trước, cần số vẫn vậy, bệ thì tay vẫn vậy, và có một cập nhật ở hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì khách hàng mong chờ sẽ có một cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai. Tuy nhiên đối với em thì có cái cập nhật thêm về cái cổng sạc nhanh cho hàng ghế thứ hai nó rất là xứng đáng rồi, bởi vì cái hiệu năng làm mát đối với dòng xe Toyota Vios này thì anh chị dùng thực tế chưa từng ai chê về cái làm mát của xe Vios cả. Và xe Vios thì có được trang bị thêm là 6 loa cộng với 7 túi khí cho ra cái sử dụng hàng ngày, âm thanh rất là hay và cái tính năng an toàn rất là đầy đủ. Hàng ghế thứ hai thì trước giờ là rộng rãi, đó được nhiều người khẳng định rồi. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G màu đen, và cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Thì anh chị nào có nhu cầu tham khảo và em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì em vui lòng hẹn anh chị những video tiếp theo, và hẹn gặp lại. Em có để lại số online của em ở trên video. Anh chị cần tư vấn gì thì hãy liên hệ với em nhé.